Hello, xin chào tất cả quý anh chị và khách hàng thân mến. Ngày hôm nay tiếp tục em sẽ đi review một cái lô đất view hồ sông Rây. View hồ sông Rây thì mùa này là cuối mùa nắng thì mặt nước nó hơi giật ra xa một xíu anh chị ha. Nhưng mà ít bữa nữa mưa thì nó sẽ dâng lên và sẽ rất là đẹp. Khu vực này là thuộc về xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì cái lô đất này chính chủ gửi cho em bán thì đất ở đây thì đất đỏ ha. Đây, miếng đất trước mặt anh chị đây. Miếng đất này là đất đỏ, ba gian, trồng được rất là nhiều loại cây ăn trái. Tổng diện tích của lô đất này là 5.900 m². Nói chung là khoảng gần 6 sào đó anh chị. Giá bán là 800 triệu một sào, 4.720.000.000. Giá đó giá bán luôn rồi, giá đó không có thương lượng nữa. Tại vì bây giờ cái miếng đất này là chưa có qua đầu tư của nông dân, chính người nông dân ở đây ở từ xưa tới giờ luôn rao bán. Thì bây giờ là chú rao bán thì hỏi giá đó có thương lượng không, thì chú kêu không, chú không có biết thương lượng hết. Chú kêu một giá, chú bán một giá. Thường thường là anh chị nào mà làm môi giới bất động sản hay là số anh chị nào mà thường hay đi mua đất cũng biết, thường thường ngoài dân đầu tư hoặc những mua hoặc là dân mà mua bán á, họ thường dễ làm việc tại vì có thương lượng lên xuống. Chứ còn mà dân địa phương mà dân nông dân thuần á, mà ở từ trước đến giờ bán miếng đất đầu tiên là kêu giá nào là bán giá đó luôn. Thì bây giờ đáng lẽ là em môi giới thì em kêu lên xíu để cho người ta trả xuống một xíu là vừa là vậy, nhưng mà thôi miếng này thì em không kêu lên nữa. Nói chung là miếng này là em kêu ngay cái giá mà chuẩn kêu luôn, 800 triệu xào, 4.720.000.000, gần 6 xào, 5 xào chính, bán luôn. Giá đó là anh chị nào xác định mua được giá đó là mua, còn không thì thôi, chứ không có điện là thương lượng giá gì nữa hết. Nói thẳng một câu là không thương lượng giá nữa, giá đó là giá bán luôn. Đây, miếng đất là ngay trước mặt anh chị nè, miếng đất trống nè đó. Thì em nói thêm cái miếng đất này á, là nó cao hơn mặt hồ và nó nhìn ra hướng hồ sông Rây. Đây thuộc về xã Sơn Bình, đây có trước mặt có điện nè anh chị thấy không, đi ra đây xíu đây là cái đường rất là to. Thì cái miếng đất này á, là nó dạng như là không có mặt tiền đường, chỉ có đường vào đất thôi anh chị ha. Đó, em xin chia sẻ luôn, tôi nghĩ là ở trước đây có một con đường đất nè, này trước mặt nè có một con đường đất. Miếng đất mình đó thì nó không có cái mặt tiền đường đất này đó, thấy không, nhưng mà nó có mấy con đường để đi vào trong đất, à có nghĩa là nó sát cái đường này luôn. Miếng đất mình nằm đây anh chị ha, anh chị nhìn hình dung nha, miếng đất mình nó nằm đây nè, đó ngay vị trí này, cái con đường mòn nhỏ vậy nè, đó đường mòn nhỏ này đi ra đây. Từ đây nè, từ đây là vị trí đất đúng không? Anh chị nhìn hình dung cây, nghe chỗ cây chặt chặt này nè, vị trí đất. Đây là cái đường điện nè, đường đường đi trên đường. Có nghĩa là từ vị trí đất này mà bước ra cái đường đó là khoảng chắc 10 mét thôi. Tầm 10 mét thôi anh chị. Đây, đi bộ ra đây. Ngay chỗ cái xe em đang đậu đó là 10 mét thôi. 10, 15 mét vậy thôi, nói chung tầm đó thôi. Đó, ngay chỗ xe em đậu là cái đường đây. Và khi mà ngay cái chỗ cái đường này á, nó là ranh giới của đất hồ sông Rây và đất của dân. Có nghe từ cái đường này nè, đi về hướng bên kia là đất của nhà nước, hay gọi là đất thủy lợi á, đất mặt nước của hồ sông Rây. Bên này là hồ sông Rây, bên này là đất của dân. Đó, cách nhau bởi con đường này. Đó, anh chị ha, anh chị hình dung ha. Đó. Hồ sông Rây của mình mùa này thì nước nó hơi càng nó giật ra xa đó. Khi mà mùa mưa mà nước nhiều nó sẽ lên tới sát gần ngay chỗ này luôn. Ta nhìn bao la bát ngát là nước không, rất là mát, rất là dễ chịu luôn. Khu này phải nói là ở đây chiều chiều mà anh chị vô đây nè, khoảng tầm giờ này nè, khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ chiều phải nói là cảm giác rất là mát mẻ. Mát mẻ rất là dễ chịu. Từ cái vị trí này em xin nói thêm luôn. Từ cái vị trí này mà đi ra ngoài đường tỉnh lộ 328, ra ngoài trung tâm xã Sơn Bình là khoảng cây rưỡi số đó. Và đường vào trong đây là đường xe hơi vào tận đất.
Đó, bây giờ em đi bộ ra khúc ngang chỗ này nó có một cái ngã ba và đường chỗ này rất là to. Đường nó đổ đá rồi, chuẩn bị lên đường nhựa rồi. Bên Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu mà đường nông thôn là đường nhựa hết, chứ không phải giống như bên Đồng Nai là đường bê tông hóa đâu, nông thôn mới bê tông hóa đâu. Đây là đường nhựa hết và đường rất là lớn. Đó, đường đất cũng lớn nữa. Chỗ khúc này thì cảm giác nó hơi nhỏ nhưng mà đi ra này, cái đường rất là to anh chị nè. Em sẽ bước ra đây hình dung cho anh chị xem. Đây. Chỗ này thì có một vài hộ dân họ chụp vài cái bao rác ở đây, nó mất thẩm mỹ, mất vệ sinh, nhưng mà cái này chứ cũng đơn giản thôi. Nói chung là dọn dẹp sạch sẽ xíu là nó ok, chứ không có gì hết. Chứ không phải là một cái bãi cái rác lớn nè, cái này là cá nhân họ chụp chụp đây. Cái này nếu như mà ai mà xuyên xuyên thì dọn xíu là nó sạch sẽ chỗ này thôi. Đây. Bước ra đây là một cái đường rất là lớn. Cái thẳng ra kia là tỉnh lộ 328. Đó. Ngay chỗ trung tâm xã Sơn Bình luôn, ra đó là dân cư rất là đông luôn, đông như thị trấn vậy đó anh chị. Dọc dọc bên đó là sầm uất lắm, nhà san sát luôn. Khu vực này là đi ra chút xíu đây là dân cư nhiều lắm. Đó. Thì chỗ này là rất là mát mẻ đây. Cái đường này có đường điện lớn nè, có bình hạ thế vậy nè, luôn nè anh chị nè. Đó, thấy không? Rồi, từ ngoài đó mình vô đây. Bước vô đây. Rẽ đây chút xíu. Rẽ đây, từ đây tới miếng đất là khoảng nhiều mét ta? Chắc khoảng 100 mét á. 100 mét, 80 mét gì đó là tới lô đất rồi. Đó, lô đất này á, là phải nói là nếu như mà anh chị nào có cái tầm nhìn dài hạn á, mua đất này về đầu tư lướt sóng hay là đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, nó là tùy anh chị. Hoặc anh chị nào mà có thể có mục đích là mua để sử dụng, mua để mình về mình trồng cây ăn trái rồi xây nhà yến cũng được, hoặc là mình để mình làm cái chỗ là ngôi nhà thứ hai ở trên thành phố, mình về đây mình chơi, mình làm nhà sàn, rồi làm cái biệt thự mini gì đó, nghỉ dưỡng gì đó, nghỉ ngơi, về đây câu cá, giải trí. Rất tuyệt vời, dưới kia ta ra câu cá kìa anh chị kìa, dưới hồ đó. Đó, sau này khu này là trở thành đất thương mại dịch vụ hết, là đất rất là đất đỏ nha anh chị. Bên phía bên kia, hồ bên kia của xã Bầu Lâm á, là người ta đã làm cái đường ven hồ rồi. Đó, và khi làm bên xong bên đó thì sẽ làm tiếp tục bên này. À, là xung quanh cái hồ này là sẽ có một cái đường ven hồ, đường nhựa ven hồ. Lúc đó thì khu vực này giá đất nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Chị nào đầu tư mua cũng được, mà mua sử dụng mua cũng được luôn anh chị ha. Thôi, cơ bản là em đã chia sẻ hết cái lô đất này rồi. Anh chị nào mình quan tâm lô đất này thì liên hệ cho em. Số điện thoại là 0935605866. Kết nối Zalo, xong em sẽ chia sẻ vị trí cho anh chị xem. Và cũng như là chia sẻ cái sổ cho anh chị xem nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo. Xin ái chào tạm biệt.